Có rất nhiều điều trước đây nó là đúng đắn, nhưng ở hiện tại khi khoa học kỹ thuật phát triển thì những cái điều đó không còn đúng nữa, đặc biệt là trong như, cái việc chăm sóc trẻ con, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Thì thực ra đã có quá nhiều điều thay đổi so với thời ông bà, thời bố mẹ của chúng ta trước đây, so với thời chúng ta bây giờ. Và kể cả sau này khi con cái của chúng ta lớn lên thì sẽ có rất nhiều điều sẽ thay đổi nữa. Và trong video hôm nay thì bác sĩ Đăng sẽ cùng các bạn chia sẻ về 10 điều mà ngày xưa thì đúng và bây giờ thì quá sai về chăm sóc trẻ sơ sinh. Đầu tiên đó chính là nằm than. Tại sao điều này ngày xưa là đúng? Trước đây thì không có lò sưởi. Thời tiết ngày xưa thì lạnh cũng chả kém gì bây giờ cả. Lò sưởi thì không có này. Nhà thì không được kín. Đấy, nhà tranh vách đất rồi hở gió các thứ nhiễm lạnh. Thì ở sản phụ mới sinh thì cơ thể yếu ớt. Em bé mới ra đời thì rất là mong manh. Vì thế rất là dễ nhiễm lạnh. Và các ông bà ngày xưa đã sử dụng than như một cái cách để ủ ấm, để giữ cho cái nhiệt độ nó ổn định, để tối ưu cho cả mẹ và con. Nhưng tại sao bây giờ nó không còn đúng nữa? Thì thứ nhất, đó là bây giờ nhà cửa nó đã kiên cố, nó đã kín và nó ấm hơn ngày xưa rất là nhiều. Thứ hai, đó là bây giờ đã có sẵn những cái lò sưởi hay điều hòa hai chiều. Thứ ba, đó là cái nhà kín ấy, nó còn khiến cho là cái khí CO, là cái khí mà khi mà đốt than ấy nó sinh ra thì nó không thoát đi được, mà nó không thoát đi được nó sẽ quay lại đầu độc chính bà mẹ và em bé. Và đó có rất là nhiều cái trường hợp mà tai nạn thương tâm xảy ra khi cả mẹ và bé đều bị ngộ độc khí CO, gây ra những hậu quả rất là đáng tiếc. Đấy, vì thế cho nên là bây giờ thì đừng có nằm than nữa. Nếu như lạnh thì quạt sưởi, lò sưởi dầu hoặc điều hòa hai chiều. Mà cái quan điểm về lạnh hiện tại cũng đã thay đổi, em bé thì nó sợ nóng và sợ lạnh cũng như nhau, chứ không phải là em bé chỉ có mỗi việc là phải giữ ấm cho em bé, mà cái việc giữ cho em bé mát mẻ cũng vô cùng quan trọng. Thành ra là nếu như mà gia đình nào còn giữ cái quan điểm là sau sinh thì nằm than thì lời khuyên của bác sĩ Đăng là bỏ ngay, nó không còn đúng vào thời điểm này nữa. Rất nhiều ông bà bố mẹ tin rằng là trẻ con cần phải tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối không có ánh sáng thì mới ngủ ngon được. Điều này sẽ đúng, tuy nhiên chỉ đúng với một số em bé thôi. Còn phần lớn trẻ sơ sinh thì nó không cần những cái điều đó. Chỉ cần nó không quá ồn, nó không quá sáng. Có nghĩa là ví dụ như là nó sinh hoạt bình thường của gia đình, mọi người đi lại nói chuyện rì rầm, ví dụ tiếng quạt trần, tiếng quạt thổi, rồi một vài tiếng xe nhèo nhỏ nhỏ. Đấy, ánh sáng thì cũng không cần phải là quá tối, nhìn chung là bình thường. Mà em bé ngủ ngon thì cứ để em bé ngủ trong cái môi trường đó. Còn nếu như chúng ta để cho bé ngay từ khi sinh ra mà đã quen với cái sự yên tĩnh, cái sự tối tăm, thì em bé sẽ rất nhạy cảm với ánh sáng, rất nhạy cảm với tiếng động, và sau này sẽ rất là khó khăn trong cái việc khiến cho em bé ngủ ngon. Vì vậy khi em bé chào đời thì hãy để cho em bé làm quen với ánh sáng, với tiếng động. Nếu như em bé vẫn ngủ bình thường thì đó rất là tốt. Còn nếu như em bé tỏ ra khó chịu thì chúng ta sẽ giảm từ từ. Chúng ta giảm thấp tiếng ồn xuống, chúng ta giảm thấp ánh sáng xuống. Đương nhiên là vẫn phải để cho em bé ngày đêm rõ ràng nha, chứ không là nó đã bị lấn lộn ngày đêm, buổi tối thì phải tắt tắt điện thì đúng rồi. Đấy, thì đảm bảo ánh sáng và âm thanh nó giảm từ từ ở cái mức em bé chấp nhận được. Đấy, là chúng ta duy trì ở mức đó là phù hợp nhất, chứ đừng tạo cho em bé một cái thói quen là ngay từ khi sinh ra đã được quen với cái môi trường không có ánh sáng, âm thanh rất là hạn chế, sẽ khiến nó nhạy cảm và nó sẽ trở nên khó khăn. Không có gì phải bàn cãi về cái sự tuyệt vời của sữa mẹ. Đây là cái nguồn dinh dưỡng tối ưu cho bất kỳ một em bé nào. Nó tốt hơn rất nhiều so với sữa công thức. Tuy nhiên, sữa mẹ nó là thức ăn, nó không phải là vị thuốc để mà nhỏ vào trong mắt hay nhỏ vào tai của bé nhằm chữa đau mắt hay là chữa đau tai, vân vân và vân vân. Bác sĩ đang không hiểu tại sao lại có cái tư duy tin vào cái điều này, và đã có rất nhiều trường hợp các em bé gặp những cái biến chứng rất là khó lường khi mà mẹ hay là bà nhỏ sữa mẹ vào trong mắt hay trong tai của bé. Nếu như thực sự các bạn đang nghĩ về điều này hoặc đã từng làm điều này thì hãy bỏ đi. Nếu đã từng làm mà nó không xảy ra vấn đề gì thì đó là sự may mắn, chứ không phải là tác dụng của sữa mẹ. Nhỏ mắt hay nhỏ tai thì đều đã có những cái sản phẩm phù hợp, tốt nhất là thông qua cái sự tư vấn của bác sĩ để có cái phương án điều trị cho bé phù hợp.
chứ đừng nghe lời đồn hoặc đừng làm theo kinh nghiệm ngày xưa, đặc biệt là những cái vị trí nhạy cảm như là mắt nhá, đừng nhỏ linh tinh vào đấy, nhỏ bất kỳ cái gì vào đó đều cần cái tư vấn của bác sĩ. Các bà ngày xưa thì hay dùng mật ong này, hay dùng rau ngót để giơ lưỡi, thì cái điều này hiện tại không còn đúng nữa, đặc biệt là mật ong. Mật ong sẽ không dành cho trẻ dưới 1 tuổi, cho dù là mật ong để giơ lưỡi hay mật ong để chưng với hoặc húng chanh để cho em bé uống đỡ ho, thì đều không dành cho bé dưới 1 tuổi, bởi vì trong mật ong nó có một cái loại vi khuẩn nó có thể gây ngộ độc cho những cái đường tiêu hóa yếu ớt của những cái bé dưới 1 tuổi. Vậy thì làm sao để giữ cho lưỡi bé sạch sẽ ở dưới lứa tuổi 1 tuổi này? Thì thứ nhất đó là cái việc giơ lưỡi không phải là cái việc bắt buộc và không cần thiết phải làm ngày một nha. Lúc nào cảm thấy nó bẩn quá, nó cặn nhiều quá mà khiến cho em bé khó khăn trong việc bú thì chúng ta có thể giơ lưỡi, còn không thì thôi. Và giơ bằng cái gì? Có thể giơ bằng nước muối sinh lý, hoặc là giơ bằng những cái dung dịch chuyên dụng, hoặc là những cái khăn lau chuyên dụng người ta làm để cho một cái giơ lưỡi cho trẻ con. Thì chúng ta lựa chọn những sản phẩm đó để đảm bảo an toàn hiệu quả, chứ không nên làm theo kinh nghiệm ngày xưa. Điều đó có thể gây ra những cái sự ngộ độc và khó chịu cho em bé, kể cả là mật ong và rau ngót cũng thế. Rau ngót cũng còn được nhưng mà phải đảm bảo thế này: rau ngót phải đảm bảo là rau ngót sạch, rau ngót vườn nhà chẳng hạn, là không có thuốc. Chứ nếu mà mua rau ngót ngoài chợ lỡ may nó có thuốc mà đánh cho em bé thì thực sự sẽ là lợi bất cập hại. Trẻ sơ sinh thì không nhất thiết phải tắm ngày một, chúng ta hoàn toàn có thể tắm 1 tuần từ 2 đến 3 lần. Tuy nhiên, việc tắm ngày một cũng không có gì là xấu cả. Mẹ hoàn toàn có thể tắm cho bé mỗi ngày 1 lần hoặc mỗi tuần 2 đến 3 lần, tùy vào điều kiện, tùy vào thời tiết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trẻ sơ sinh thì nó không hoạt động nhiều như người lớn và nó không bẩn nhanh như người lớn. Nhưng mà cái tắm lại giúp cho em bé tiếp xúc với nước, và cái nước là cái môi trường nguyên bản khi em bé nằm trong bụng mẹ, thì nằm trong cái túi ối là toàn nước. Thành ra tiếp xúc với nước là một cái giúp cho em bé rất là thoải mái và dễ chịu. Với em bé dưới 3 tháng thì thời gian tắm nên dưới 5 phút. Còn nếu bé trên 3 tháng thì chúng ta phải kéo dài thời gian tắm lên trên 10 phút để cho em bé chơi với nước nhiều hơn. Đấy. Thì thông điệp ở đây là gì? Thông điệp ở đây là tắm ngày một là tốt nhưng nó không phải là điều bắt buộc, và tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh, tùy thời tiết mà chúng ta có thể tắm cho bé 1 tuần từ 2, 3 đến 7 lần. Một số mẹ và bà thì lo lắng là nếu như mà để cho những bé nhún ở trên lòng ở cái lứa tuổi nhỏ thì có thể gây cho bé chân bồng kiềng. Thế nên không phải, điều đó không đúng. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất, đó là cái việc nhún đó không thể khiến cho em bé cong xương được. Với cái sức nặng của em bé mà nó nhún như thế không bao giờ gây ra biến dạng về xương. Cái thứ hai đó là chính cái hành động đó sẽ kích thích em bé, kích thích cái cảm xúc của em bé, kích thích cái sự vận động của em bé, kích thích sự phát triển về xương và cơ của em bé. Thành ra là nếu như em bé nhún sớm, bác sĩ Đan đã từng gặp những em bé mà chưa đầy 3 tháng mà đã nhún ở mầm rồi, thì điều đó là rất là tốt. Đấy, nó cứ rất cứng cáp và nó sẽ phát triển sớm hơn những cái bé khác về mặt vận động. Và phát triển về vận động sớm thì đó là một dấu hiệu rất là tích cực. Bác sĩ đang nhận được rất nhiều câu hỏi về thời gian biểu cho bé, nào mấy giờ thì bú, mấy giờ thì ngủ, mấy giờ thì chơi. Thì điều này thì cũng tốt, tuy nhiên là chúng ta đa là con người, chúng ta không phải là máy, không phải cứ đến giờ đó là rụp, đến giờ đó là rụp. Đấy, đặc biệt là trẻ sơ sinh, khi mà cái lịch trình cơ thể của nó rất không ổn định. Đấy, cơ thể phát triển liên tục này, rồi cái tâm sinh lý thay đổi liên tục này. Đấy. Thì tốt nhất là chúng ta ví dụ như là bú thì chúng ta sẽ cho bú theo cái nhu cầu của bé, và chúng ta sẽ học quan sát những cái dấu hiệu mà bé muốn bú, và những cái dấu hiệu này thì bác sẽ đang sẽ trình bày ở một video riêng, bởi vì nó cũng tương đối dài, chúng ta không thể nói ở đây được. Nhưng mà ý ở đây đó là chúng ta không nhất thiết phải thiết lập một thời gian biểu cứng nhắc đến giờ đó là phải bú, mặc dù chưa muốn bú, chưa đến giờ thì chưa bú gì cả, mặc dù con đã đói thì chúng ta cần phải điều chỉnh. Tốt nhất là theo nhu cầu của bé thì sẽ tốt hơn là đưa ra một cái lịch giống như cho máy. Rất nhiều mẹ thích nắm chân cho bé, bóp bóp thế này để cho với cái mong muốn là chân bé sẽ dài và thẳng. Thì bác sĩ đang xin thưa là cái động tác đó nó sẽ không giúp cho chân dài hay thẳng đâu ạ. Nó không thể có tác dụng đó.
Tuy nhiên nếu mẹ làm nhẹ nhàng thì cũng không có vấn đề gì cả. Nó sẽ giúp cho em bé thư giãn thoải mái, giúp cho mẹ và con vui vẻ và kết nối với nhau nhiều hơn. Chỉ chú ý là cái lực nó phải vừa phải, vì cái chân của bé rất là nhỏ, rất là yếu, rất là mềm so với chân người lớn. Và đó có trường hợp đó là bà nắn mạnh quá mà gãy cả chân cháu. Đấy, thành ra phải đặc biệt lưu ý điều này. Nó không xấu nhưng nó không có tác dụng như các bạn mẹ mong muốn đâu, và cần phải đặc biệt chú ý về cái lực nắn của mình. Các mẹ, các bà thường nghĩ rằng tắm lá thì sẽ tốt hơn là tắm bằng sữa tắm. Thì quan điểm này là không đúng. Bởi vì thứ nhất, đó là sữa tắm là đã được bào chế, được nghiên cứu, được tổng hợp theo những cái nghiên cứu cụ thể, là để cho thứ nhất là làm sạch da cho bé, thứ hai đó là duy trì độ ẩm, thứ ba là có những cái tác dụng điều trị nhất định về rôn sảy, ham tã, vân vân và vân vân. Đấy, còn lá thì một số lá cũng có tác dụng như vậy, nhưng thứ nhất là lá thì không chắc là sạch, nó có thể có thuốc đấy, nó bụi bặm mà chúng ta rửa không sạch. Thứ hai đó là nó không thể dưỡng ẩm tốt như là sữa tắm được, bởi vì nó không có thành phần dưỡng ẩm. Thứ ba thì lá mà tắm nhiều thì nó có thể có những nguy cơ gây dị ứng, bởi vì bác sĩ Nam đã từng ghi nhận một cái trường hợp tắm mướp đắng mà bé bị dị ứng, sốc phản vệ, rất là nguy hiểm. Đấy, vì vậy nên là mẹ nên cân nhắc cái việc lựa chọn giữa tắm lá và tắm bằng sữa tắm. Bây giờ rất nhiều sữa tắm nó là sữa tắm thảo dược, nếu mẹ thực sự thích tắm lá thì mua sữa tắm thảo dược thì tốt hơn là tắm lá rất là nhiều. Ngoài ra là cái độ pH trong sữa tắm là nó rất là ổn định, ở cái mức độ là trên 7, khoảng tầm khoảng 7,5 đến 8 thì nó rất phù hợp cho em bé. Còn tắm lá thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái pH được điều chỉnh nó cân bằng như thế đâu. Thành ra là đừng chọn lá mà hãy chọn sữa tắm. Khi mà bé ốm thì các mẹ các bà thường hạn chế tắm, bởi vì sợ rằng cái tắm nó sẽ làm bé ốm nặng thêm. Thì xin thưa là cái quan điểm này sai. Bẩn thì là phải tắm, đặc biệt là trong những cái trường hợp ví dụ thế này, ví dụ bé bị tay chân miệng, hay là bé bị thủy đậu, hay là bé bị lên sởi, hay là bé bị phát ban, mà thời tiết thì mùa hè nóng nực, mồ hôi mồ kê mà lại kiêng tắm nữa, thì em bé vừa phải chống chọi với bệnh ngoài da, vừa phải chống chọi với cái sự bẩn thỉu và phát sinh viêm da. Ngoài ra cái nóng nực mà không được tắm thì vô cùng khó chịu, rồi nó lại ậm ạch, nó lại khó ăn, nó khó bú, nó khó ngủ. Và cái bệnh tật nó không những khó để được hồi phục mà nó còn nặng nề thêm. Vì vậy đừng ngại tắm, đặc biệt là khi mà bé có những cái bệnh ngoài da mà bác sĩ nói là vẫn tắm được thì cha mẹ nên tắm. Ví dụ bé sốt mà sốt nhẹ thì vẫn có thể tắm được, sốt cao thì chúng ta cần phải tập trung xử lý hạ sốt. Đấy, và một số quan điểm của các bác sĩ là khi sốt cao tắm ấm nhanh hoặc ngâm mình trong nước ấm cũng sẽ giúp hạ sốt hiệu quả, thì bố mẹ hoàn toàn có thể làm theo điều này. Nó rất an toàn nếu như là phòng tắm kín, nước tắm đủ ấm và thời gian tắm ngắn, tốt nhất là khoảng dưới 5 phút, tắm nhanh, lau khô thật nhanh, thì nó thực sự có tác dụng giúp cho em bé dễ chịu hơn và đẩy lùi bệnh tật, chứ không hề làm nặng hơn như cái sự lo lắng của các mẹ và các bạn. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment ở dưới và bác sĩ Đăng sẽ dành thời gian trả lời. Nếu như video này bạn cảm thấy hữu ích thì hãy nhanh tay chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và đừng ngại subscribe, nhớ hãy bấm vào nút hình quả chuông để khi bác sĩ Đăng có video mới thì mẹ sẽ là người nhận được sớm nhất. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.